Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm nút like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 8 tỷ tốc cần có ký hiệu là Golin nha các bạn. Thì một tốc cần Golin đây có rất là nhiều số 0 các bạn. Đây là cũng là một đồng coin gác các bạn. Thì để tham gia giải hôm nay, các bạn click phần link mô tả dưới video mở Telegram sẽ tắt chatbot nha các bạn. Mở lưới cấp xa 40 cộng 1 bằng 41. Nhiệm vụ khá là nhiều luôn các bạn. Lâu. Rồi, mình làm từng nhiệm vụ một các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group nè. Kênh group mình join rồi, mình bắt đầu là mình join tiếp kênh Chiller nè các bạn. Tiếp tục follow Twitter và ghi Weibo nè. Rồi, các bạn vô đây các bạn follow Twitter. Rồi, các bạn xuống đây các bạn like nè các bạn. Các bạn chỉ dẫn như Twitter nha các bạn. Rồi các bạn tự quýt lên nè các bạn. Hoặc các bạn có thể tự quýt, nó không yêu cầu tăng là người bạn hay thôi nha các bạn. Tiếp tục follow minimum nè. Trên minimum thì các bạn follow nha các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè. Tiếp tục các bạn subscribe kênh YouTube nữa nha các bạn. Trên kênh YouTube nè mình đã đăng ký rồi các bạn. Thì các bạn nào chưa đăng ký thì đăng ký nha các bạn. Tiếp tục các bạn request bên này nè bạn. Rồi các bạn lướt xuống nha các bạn. Các bạn like nè, các bạn tweet là cái bài thứ hai nha các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè. Tiếp tục các bạn xem tiếp kênh Telegram nè. Rồi bạn xem rồi xong các bạn bấm nhấn submit tên nha các bạn. Rồi dòng đầu tiên các bạn địa chỉ email của tôi các bạn vào các bạn. Submit you Twitter ID. Tiếp tục các bạn điền là username Twitter mình nha các bạn. Thank you official submit Twitter ID. Win VNNH9 nha các bạn. Submit minimum profile link. Thì các bạn vào minimum các bạn. Bạn gửi đường link profile minimum cho nó nè. Rồi trên minimum thì bạn nhấp vào ảnh đen đen các bạn. Rồi bạn nhấp vào ảnh avatar của mình nè các bạn. Các bạn nhấp vào trang cá nhân của mình nè các bạn. Các bạn chụp xíu các bạn. Rồi bạn nhấp vào bao cánh cùng nè. Các bạn sao chép liên kết nè. Rồi bạn bắt đắp lên nha các bạn. Các bạn gọi là chatbot nè. Rồi subscribe. Các bạn subscribe hay gấp nữa. Rồi các bạn bấm set nha các bạn. Tiếp tục các bạn gửi lên đường link và profile YouTube mình nha các bạn. Thì trên YouTube thì các bạn nhập vào ảnh avatar của mình nha các bạn. Các bạn nhập vào kênh của bạn nha các bạn. Các bạn nhập vào ba kênh cùng, nhập vào chia sẻ nè. Các bạn sao chép liên kết nha các bạn. Sau khi các bạn sao chép liên kết xong, các bạn gửi lên support tiếp tục nè. Submit your link YouTube trên Twitter. Thì đây thì nó yêu cầu các bạn chia sẻ cái video lên tại Twitter các bạn. Thì bạn subscribe kênh YouTube đâu. Các bạn nhấp vào một subscribe kênh YouTube nữa các bạn. Các bạn chia sẻ cái video này nè của nó nè các bạn. Rồi nha các bạn. Tiếp tục thì bạn chia sẻ video lên Twitter của nó nè. Bạn bấm vào tweet nè. Các bạn bấm đăng test nha các bạn. Sau khi bạn đăng test xong thì bạn mở Twitter mình ra nè. Các bạn nhấp vào bao cánh cùng, nhấp vào một hồ sơ nè các bạn. Các bạn bấm vào chia sẻ nè. Các bạn sao chép liên kết nha các bạn. Rồi các bạn gọi cho bot nè. Tiếp tục bấm Z nha các bạn. Tiếp tục bấm Z nè.
Tiếp tục cùng mình gọi địa chỉ bên bi sở Machen Bet20 trên như chocolate nha tất cả các bạn. Còn sao chép nha. Phần đầu mình coi mình đã join vào kênh này gấp này chưa bạn. Trên rồi. Thì bạn gỡ nó đây nè. Tiếp tục các bạn ngắm không đấy em gấp không các bạn son xào cơ này gấp support của nó đi không đấy tiếp tục cùng bấm balance để chết số cần kiếm được các bạn mình đã nhận được 8 tỷ tốc cần rolin đây các bạn. Ok như vậy là video mình đã hướng dẫn các bạn nhận 8 tỷ tốc cần rolin đến đây kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn nhìn những video clip tiếp theo từ mình nhé.